Sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, bốn con giáp được thần tài ban phúc, cả năm chúng lớn, giàu sang nứt vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đón vận may liên tiếp, đây là những con giáp hưởng trọn vẹn cái lộc trời ban sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, những con giáp này sẽ được thần may mắn gọi tên, thần tài trợ mệnh. Trong cái thời gian này thì các bạn sẽ gặp được những cái cơ hội mới để gia tăng thêm cái thu nhập cá nhân. Bên cạnh cái công việc chính, các con giáp này cũng sẽ được bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu thêm cho những cái công việc phụ. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán trong thời gian này thì bán hàng cực kỳ là thuận lợi hanh thông. Hàng hóa nhập về tới đâu thì bán hết tới đó. Khách hàng thì cứ liên tục khen ngợi và đánh giá cao về cái sản phẩm của các bạn, giúp các bạn có thêm cái sự tự tin, nhiệt huyết để phát triển cái công việc của mình trong tương lai. Quý vị thân mến, Tết Nguyên Đán là cái lễ hội truyền thống lớn nhất trong cái năm của người Việt. Tết đến xuân về không chỉ là cái niềm vui, niềm khao khát của bao thế hệ trẻ được súng xính quần áo mới, được ăn bánh, ăn mứt và nhất là được nhận lì xì từ người lớn. Ngoài ra nó còn mang một cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc, đó là cái thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Giữa một cái chu kỳ vận hành của trời đất, của vạn vật, cỏ cây, còn thể hiện sự gắn kết trong cái công việc, trong cộng đồng, cộng gia đình. Đó. Tết Nguyên Đán là cái dịp mà chúng ta hướng về nguồn cội, đó là cái giá trị tâm linh, cũng là cái giá trị nhân văn sâu sắc mà cái ngày Tết nó đã mang lại. Đó. Và chúng ta đã được tận hưởng cái không khí của 3 ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Và cũng chuẩn bị cho những cái ngày làm việc tiếp theo. Thì sau 3 ngày Tết, sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, thì những con giáp sau đây sẽ được hưởng lộc trời ban giàu sang phú quý suốt từ giờ đến cuối năm. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn thì cũng là một cái năm cực kỳ may mắn và hanh thông với những người tuổi Dậu. Sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng có nhiều cái bước tiến rõ rệt trong cái thời gian này. Một phần là do có nhiều cái cát tinh nó phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính cái sự nỗ lực chăm chỉ của những người tuổi Dậu trong suốt thời gian vừa qua. Họ đã không ngại khó khăn gian khổ. Thêm nữa, trong năm 2024 lại được cục diện nhị hợp Thìn Dậu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó cho thấy là các bạn luôn duy trì được cái đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn, nên thường đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt được cái cơ hội, dẫn đầu cái xu hướng. Năm nay thì nói chung ấy, nếu mà có ý định thực hiện những cái dự định lớn lao thì các bạn có thể lựa chọn cái thời điểm phù hợp nhất để tiến hành. Dù là những người vừa bước chân vào cái môi trường mới hay là những người mà đã có nhiều năm kinh nghiệm thì bản mệnh cũng gây được những ấn tượng tốt với cấp trên và được dành cho nhiều cái cơ hội khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, cũng được nhiều cát tinh chính quan nó soi chiếu nên có dấu hiệu chứng tỏ các bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ cái năng lực để đứng ở cái vị trí cao hơn trong thời gian này, giúp phát huy cái tài năng và mở rộng cái tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi đến cái thành công. Thêm nữa, cái cát tinh tử vi nó xuất hiện trong năm nó cũng sẽ báo hiệu những người tuổi Dậu trong thời gian này đem lại cái tác động tích cực, giúp cho các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Dậu được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được với quý nhân trong thời gian này. Đối phương không chỉ truyền dạy cho các bạn những cái kinh nghiệm quý giá mà còn khắc phục những khó khăn, có thể đưa ra cho các bạn những cái gợi ý hữu ích, giúp các bạn đưa ra được cái hướng đi mới để phát triển bản thân. Tất nhiên không phải là cái thời điểm nào trong năm cũng là cái thời điểm các bạn gặp được vạn sự như ý. Do tác động của một vài cái hung tinh như là tử phù chẳng hạn, hoặc là gì, cái hung tinh này nó tuy nhỏ nhưng mà nó, nếu mà quý vị chủ quan khi xuất ấy, nó cũng có thể biến những cái cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành những cái nguy cơ bất cứ lúc nào. Do đó, những người tuổi Dậu nói chung ấy, sau 3 ngày Tết thì các bạn cần phải là gì? Cẩn thận. Dù bản mệnh có thắng thế thì cũng không nên tỏ ra kiêu ngạo hay là coi thường người khác. Nếu các bạn không chú ý về cái cách hành xử thì có thể biến bạn thành thù bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập chờ các bạn phạm sai lầm mà tìm cái cớ để hạ bệ các bạn ngay. Trước khi quyết định bắt tay vào một cái công việc nào đó thì các bạn nhớ đánh giá tình hình, cân nhắc tới cái thực lực của bản thân.
không nên cố chấp theo một cái điều gì hoặc là gì quá cả tin nghe theo những cái lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay các bạn cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là cứ chạy theo cái xu thế thị trường. Muốn phát triển mạnh thì các bạn hãy gì phát huy cái điểm mạnh của bản thân. Và để tăng cường cái may mắn cho cái vận trình công việc cũng như là cái tài lộc của những người tuổi Dậu trong thời gian này, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân ấy, thì khi gặp khó khăn, khi gặp trắc trở trong công việc, quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp tình cảm gia đình, hòa hợp tình cảm vợ chồng và tăng cường cái vận trình nhân duyên. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp gì gia tăng cái may mắn về tài lộc, sự nghiệp, giúp cho tiền bạc cứ ùn ùn đổ về túi những người tuổi Dậu trong những ngày tiếp theo. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, bên cạnh cái sự nghiệp hanh thông thì cái tài vận đó của những người tuổi Dậu nói chung trong thời gian này cũng thấy rõ cái dấu hiệu vượng pháp và có sự thăng tiến trong cái năm 2024. Nói chung ấy, sau 3 ngày Tết thì hứa hẹn tiền bạc sẽ rủng rỉnh hơn nhiều so với cái thời gian trước đó. Nhiều cái cơ hội nó ập tới, quý vị hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nắm bắt, chắc chắn cái công lao của các bạn cũng được đền đáp một cách là xứng đáng. Trong thời gian này với những người theo đuổi cái công danh sự nghiệp ấy, thì công danh của các bạn cũng gặt hái được cái thành công cao trong công việc, nên là thường được lãnh đạo đánh giá rất là cao. Nhờ có cục diện nhị hợp là Thìn, Dậu nó tương trợ, nó giúp đỡ và nhiều cái casting nó xoay chiếu. Vậy nên những người tuổi Dậu cũng gì được phân công những cái nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, được khen thưởng mà còn có thể gì có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc là gì có cơ hội được gì bước lên những cái vị trí cao hơn. Nếu quý vị tự nhận thấy mình có đóng góp đủ cho cái sự phát triển của tập thể thì các bạn cũng có thể tự tin đề xuất với cái mức lương hấp dẫn theo cái ý nguyện của các bạn. Chắc chắn những vị lãnh đạo thì cũng sẽ đồng ý, không ai nỡ từ chối một cái lời đề nghị ngọt ngào như những người tuổi Dậu. Thêm nữa, lại được chính quan nó hỗ trợ, nó cho thấy những người làm lãnh đạo trong thời gian này thường đưa ra được những quyết định đúng đắn, giúp cho tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn. Những cái thành tích gặt hái được cũng sẽ giúp cho tập thể thu về không ít cái lợi nhuận. Các bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin và đi theo mình nữa. Với những người làm kinh tế thì các bạn được chính tài nó phù trợ nên là có được nhiều cái mối làm ăn, buôn bán, thu được cái lời lãi ngoài cái dự tính. Hơn nữa, các bạn còn là những người có cái mối quan hệ rộng rãi, làm ăn thì giữ được chữ tín nên cái số lượng khách hàng tin tưởng và đi theo ngày càng đông. Các bạn có thể kiếm được một khoản ổn định và không cần phải quá lo lắng đến cái sự cạnh tranh từ đối thủ. Bản mệnh cũng có thể là xem xét đến cái việc ký kết thêm những cái hợp đồng và mở rộng cái quy mô kinh doanh buôn bán, sản xuất trong năm này thì cũng được lợi nhuận nhiều hơn. Có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, xong làm đến đâu thì thấy kết quả đến đấy. Các bạn sẽ cảm thấy công sức mà mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải đề phòng một vài cái hung tinh nó ảnh hưởng. Các bạn nên thận trọng nếu mà có ý định bước chân ra một cái lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng có thấy ai kiếm tiền dễ mà quý vị cũng muốn bắt chước làm theo, bởi có thể đối phương có những cái lợi thế mà các bạn không hề có được. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì làm việc gì cũng cần phải căn cứ vào cái tình hình thực tế. Có khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dậu thu tiền về để túi, tình về để tim. Còn nếu mà chạy theo cái xu thế của thị trường ấy, hoặc là gì mù quáng nghe theo những lời rủ rê của bạn bè thì cũng rất dễ bị cháy túi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 2 sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết mà Tử Thông muốn chia sẻ tiếp theo cùng quý vị khán giả, đó chính là gì? Những người tuổi Thân. Kính thưa quý vị,
Những người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Nói chung ấy, phương diện sự nghiệp, tài lộc thì cũng đều có nhiều cái cát tinh nó phù trợ, nó soi chiếu. Những người tuổi Thân hãy tin, chỉ cần các bạn nghiêm túc làm việc, bỏ công bỏ sức ra ấy, thì chắc chắn sẽ thu được một cái kết quả hoàn toàn xứng đáng. Thêm nữa, cái cục diện tam hợp Thân Tý Thìn của năm nó cũng sẽ cho thấy những người tuổi thân ấy, sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao, bạn bè cực kỳ là tốt đẹp. Đấy, đi đến đâu thì cũng được mọi người giúp đỡ. Thậm chí các bạn còn được cấp trên hoặc là quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá, hoặc là những cơ hội để học tập, để gia tăng, giúp cho bản thân phát triển nhiều hơn, cũng như là để bồi dưỡng thêm cái kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Bên cạnh đó, một số người tuổi Thân cũng chỉ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ với những cái người quan trọng, có vị thế, và được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn vô cùng đáng quý. Do đó, những người tuổi Thân trong thời gian này không nên ngại khó, không nên ngại khổ, không nên ngại cái vất vả nhất thời. Như nếu như mà gì muốn là có được một cái bước tiến tốt hơn, chỉ cần các bạn quyết tâm bỏ thời gian và cái công sức thì các bạn sẽ tiến nhanh hơn những người khác và sớm gặt hái được những cái thành quả nhất định. Thêm nữa, trong thời gian này lại được gì tài tinh nó chiếu mệnh, nó cho thấy cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi thân ấy cũng sẽ phát triển nhanh chóng đó. Vì thế, dù mới chân ướt chân ráo bước vào một cái lĩnh vực nào đó, hoặc là gì các bạn là người đã có kinh nghiệm, thì các bạn cũng đừng ngại nêu lên những cái ý kiến, những quan điểm của mình. Có thể những cái đóng góp của các bạn cũng sẽ giúp cho cái tập thể tìm ra cái định hướng mới, đạt được những cái bước phát triển mới. Đấy. Còn chính các bạn cũng gì khẳng định được cái vị thế của bản thân. Những người làm lãnh đạo trong thời gian này cũng nhận được cái sự tin yêu và cái sự gì ngưỡng mộ của cấp dưới. Thêm nữa, trong cái thời gian sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 ấy, thì những người tuổi Thân có cát tinh Long Chỉ nó cũng sẽ giúp cho con đường học hành, công danh sự nghiệp, thi cử của những người tuổi Thân ấy cũng ngày đạt phát triển hơn. Đấy, người chăm chỉ ôn luyện thì tự tin vào cái vốn kiến thức của bản thân, nên là có thể phát huy đúng cái phong độ của mình và thi cử thì đỗ đạt. Tuy nhiên, dù có được những yếu tố thuận lợi, nhưng mà những người tuổi Thân ấy cũng chớ nên lơ là chủ quan, khinh suất, kẻo những cái sự cố nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì nói chung ấy, những người tuổi Thân vẫn chịu cái tác động của cục diện tam tai năm thứ 3. Vậy nên bản mệnh cần phải chú ý hơn đến cái cách hành xử, dù có thành công nhưng cũng không được tỏ ra ngạo mạn hay là coi thường người khác, để dẫn đến khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt mà tìm cách hãm hại các bạn. Đối với các dự án quan trọng thì các bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà bắt tay vào làm. Đồng thời, một khi mà đã làm ấy thì phải cố gắng đến cùng, tránh bỏ giờ giữa chừng, kẻo cái công lao của mình nó lại gì thành công cốc, đổ sông đổ bể, thành quả thì cũng không đạt được cái gì. Vì thế, để bảo vệ cái thành quả lao động của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân trong thời gian này thì khá là sáng, nhờ có cái sự nâng đỡ của cục diện tam hợp và rất nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Nhiều cái hạng mục công việc của các bạn cũng đạt được cái kết quả cao, hứa hẹn không chỉ là tiền bạc chảy vào túi mà có cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, được thăng chức, được tăng lương, hoặc là gì mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh. Với những người làm công ăn lương ấy thì trong cái thời gian này các bạn có thể đưa ra những cái ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra cái hướng đi mới, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, tiết kiệm được tiền bạc mà có thể thu về được cái khoản lợi nhuận lớn hơn. Chính vì thế, các bạn cũng sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên, cái sự tôn trọng của đồng nghiệp và các khoản hoa hồng, các khoản thưởng nóng là cái điều không thể thiếu. Thậm chí, một số người còn được chạm tay vào những cái cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nói chung, trong thời gian này thì những người trẻ tuổi thì thi cử đỗ đạt vào những công ty, vào những doanh nghiệp trong mơ của mình và có thể thỏa thuận được một cái mức lương, mức thưởng như mong muốn. Chính vì vậy mà các bạn sẽ kiếm được một cái nguồn thu ổn định, đảm bảo cái cuộc sống của mình trong tương lai.
các bạn cũng luôn gì cảm thấy tràn đầy cái động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp cái sự nghiệp nó phát triển nhanh chóng hơn. Trong thời gian này thì những người làm kinh doanh buôn bán cũng nắm bắt được cái xu thế của thị trường, nên là dễ đi tắt đón đầu, thu hút được gì ngày càng nhiều những khách hàng mới. Dù phải bận rộn luôn chân luôn tay, song các bạn cũng thu về những khoản lời lãi khả quan, thậm chí là còn nhiều hơn cả cái dự tính trong thời gian trước đó. Nếu mà có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc là mở rộng cái quy mô làm ăn của mình ấy, thì các bạn cũng có thể tiến hành ngay trong thời điểm này. Có các casting Long Trì nó hỗ trợ, nó giúp đỡ, nó đem đến cho các bạn nhiều cái đối tác, nhiều cái bạn hàng đáng tin cậy. Cùng với quý nhân cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội làm ăn đáng quý. Và nhiều cái trợ lực lớn lao hơn nữa, khiến cho các bạn làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, hanh thông một cách bất ngờ. Thêm vào đó, lại được thiên tài nó chiếu mệnh, nó cũng hứa hẹn nhiều cái cơ hội phát tài bất ngờ. Đấy. Một số người tuổi Thân sẽ có cơ may trúng số đổi đời trong thời gian này, khi mà những cái mối đầu tư tưởng chừng như nằm im trước đó bỗng nhiên sinh ra cái lợi nhuận. Đấy. Một số người còn dễ trúng thưởng khi mà gì chơi những trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền lớn trong tay thì các bạn nên có cách chi tiêu một cách hợp lý, cũng như là cái tiết kiệm đấy, và đầu tư để cho tiền đẻ ra tiền, tiếp tục sinh lời ngày một nhiều hơn. Còn nếu mà tiêu xài phung phí thì có giàu đến mấy thì các bạn cũng nhanh chóng cháy túi và sớm phải vay mượn, đấy, nợ nần thì chồng chất. Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Và để bảo vệ cái tài sản của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tiền bạc, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, con giáp may mắn thứ ba sau 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, chúng ta biết ấy, những người tuổi Tý thường được miêu tả là những người có tầm nhìn xa, quyết đoán và thực tế. Họ có cái năng lượng dồi dào và cái sự đam mê để thực hiện những cái dự án. Bên cạnh đó, những người tuổi Tý cũng là những người gan dạ, không sợ thử thách và có khả năng lãnh đạo rất là tốt. Vậy nên sau cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch, xét về cái vận trình sự nghiệp thì cái cát khí từ cái cục diện tam hợp Thân Tý Thìn nó cũng cho thấy những người tuổi Tý sẽ có cái sự thay đổi lớn trong cái sự nghiệp của mình trong thời gian này. Có nhiều cải thiện rõ rệt đấy, nhưng bên cạnh đó vẫn không gì thể là không chuẩn bị cho cả những cái thách thức mà các bạn phải đối mặt trong cái năm 2024. Thưa quý vị đừng quên, cơ hội nó luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi mà các bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những cái thách thức, những cái cạnh tranh có thể xảy ra ấy, thì sẽ chẳng có gì có thể là làm cho các bạn gặp khó khăn cả. Nếu như một cái năm 2023, năm Quý Mão ấy, là một cái năm mà bản mệnh phải đối diện với không ít những khó khăn trong công việc, thường xuyên có cái cảm giác bị kìm hãm, bị đè nén và luôn ở cái thế bị động, khó khăn, khó có thể phát huy được bản thân như mong muốn, thì khi bước sang năm 2024 nó Giáp Thìn, đặc biệt là sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, thì tình trạng bế tắc gần như là không còn ảnh hưởng đến những người tuổi Tý nữa. Bằng chính cái sự nỗ lực của mình, những người tuổi Tý có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, với bạn bè, với cấp trên, với khách hàng, ấy, với đối tác ấy, đều được củng cố và mở rộng, tăng cái khả năng được trọng dụng và gặp được quý nhân trong cái thời gian này. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối của cái năm tam tai, nhưng mà cái sức ảnh hưởng của tam tai nó vẫn còn đó, nhắc nhở những người tuổi Tý cũng nên gì không nên quá tự tin mà tự làm hại bản thân. Chủ quan có thể khiến cho các bạn phải trả giá đắt, nhất là trong những cái việc vốn đã thành thạo và quen thuộc nhưng lại dễ mắc những cái sai lầm từ những cái chi tiết nhỏ đấy, hoặc là gì, hoặc khi được trao cho những trọng trách mới thì các bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu đi cái sự học hỏi mà chỉ dựa vào cái phán đoán chủ quan, rất dễ dẫn đến thất bại do là gì, thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương ấy, có thể đã quá quen với cái sự ổn định nên là cũng ngại thử thách, ngại thay đổi, thiếu cái tính đột phá. Cho dù là cơ hội nó vẫn đang đợi các bạn khám phá, các bạn nên mạnh dạn thử sức với những cái điều mới mẻ,
dũng cảm thay đổi cái suy nghĩ, mở rộng cái tầm nhìn. Miễn là các bạn làm việc chăm chỉ thì các bạn có thể đạt được những cái thành tích tốt và gì sẽ được lãnh đạo ghi nhận đấy. Đồng thời, dù làm ở trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì những người tuổi Tý cũng cần phải quan tâm đến cái đạo đức nghề nghiệp và những cái quy tắc ứng xử, chớ vì cái lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến cái lợi ích của công ty và của những người khác. Những người trong giai đoạn mà đang tìm việc ấy thì có thể là tìm được những cái việc ưng ý, hòa nhập được với cái môi trường xung quanh. Ở cái giai đoạn bắt đầu này ấy, thì các bạn cần phải gì? Thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu. Thì nói chung ấy, những cái tháng ngày về sau của những người tuổi Tý cũng sẽ gì dễ dàng hơn rất nhiều. Với những người đang đi học thì các bạn cần phải tăng cường cái khả năng và cái năng lực học tập của mình. Áp lực học tập có thể sẽ có nhiều cái mức độ khác nhau. Chỉ cần các bạn chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đạt được cái điểm cao. Các bạn cần phải gì? Chú ý giữ cái thái độ học tập tốt, không nên căng thẳng và gì gò bó quá cho bản thân. Thì nhìn chung ấy, năm 2024 ấy cũng là một cái năm mà sẽ thử thách cái lòng kiên cường và cái tinh thần chiến đấu ngoan cường của những người tuổi Tý. Chỉ cần các bạn không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt thì sự nghiệp của các bạn cũng sẽ dần dần được tươi sáng, phất lên như diều gặp gió. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc, đấy, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi. Đó, suốt năm với những người tuổi Tý. Tiếp theo thì chúng ta biết ấy, cái năm 2024 ấy, sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì cái vận trình của những người tuổi Tý về phương diện tài lộc ấy thì tài khí của bản mệnh trong cái thời gian này khá là lý tưởng. Càng chăm chỉ làm việc, càng xông xáo làm ăn thì lại càng dễ thu được những cái lợi nhuận lớn. Được cả tài tinh là thiên tài và thực thần nó chiếu mệnh, nên là những người tuổi Tý có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính thì khôn ngoan, biết cách dùng tiền để đúng lúc đúng chỗ, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nói chung là trong cái thời gian năm 2023 trước đó ấy, thì cái tài lộc của những người tuổi Tý khá là ảm đạm, cái vận trình công việc thì khó suôn sẻ như ý muốn, các công việc khác nó cũng không đem đến những cái thu nhập, đấy, hầu hết các loại thu nhập nó bị chứng lại. Một vài cái dự án đầu tư mù quáng trong năm 2023 cũng khiến cho những người tuổi Tý tiêu tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Nhưng mà cuối cùng ấy, khi bước sang năm 2024, đặc biệt là sau 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì mọi thứ sẽ rất là khác, đặc biệt là cái giai đoạn này, đấy. Theo đó thì những người tuổi Tý sẽ có nhiều cái cơ hội kiếm tiền, công việc thuận lợi, kéo theo cái thu nhập của những người tuổi Tý cũng được gia tăng. Nghề tay trái, tay phải cũng sẽ kiếm được cho các bạn một khoản tiền khá là dư giả. Một số người còn nhận được cái sự trợ giúp của bạn bè, của đối tác, là tất cả là nhờ vào các mối quan hệ mà những người tuổi Tý đã dày công xây dựng, vun vén từ bấy lâu nay. Do đó, các bạn nên gì tránh để cái tâm trạng thất thường của mình nó ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ đó. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà nảy sinh cái tức giận đó. Đồng thời, quý vị cũng cần phải chú ý đến cái chuyện giao tiếp với mọi người, tránh để những cái mâu thuẫn xung quanh gây ra những cái hiểu lầm. Thêm nữa, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng mà bản thân không có ý thức ấy, thì có bao nhiêu thì cũng gì cũng sẽ trở nên là gì mất trắng. Đấy. Bản mệnh cần phải duy trì cái thói quen tiết kiệm đó. Năm 2024 cũng nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với những người tuổi Tý. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì những người tuổi Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau, kéo lại dẫn đến tình trạng là lao đao. Đồng thời, các bạn cũng nên chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác để tăng thu nhập cho bản thân. Thêm nữa, trong năm nay ấy, thì quý vị cũng nên tập trung vào làm ăn theo cái định hướng của bản thân, không nên chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng mà chỉ đầu tư mạo hiểm. Cũng chớ nghe theo lời rủ rê đầu tư hay là đứng ra vay mượn, đứng tên thay cho những người khác, cẩn thận kẻo vướng vào cái vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu thì cũng gì cần có sự đề phòng đấy, để gì tránh bị lừa gạt lẫn về tình cảm và tiền bạc. Vì thế, để bảo vệ bản thân và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ vận hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, sau 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì những người tuổi Ngọ được dự báo là con đường công danh sự nghiệp của các bạn có những cái khởi sắc nhất định so với cái năm 2023. Nhưng mà cũng chưa đến độ nở rộ mà vẫn sẽ thì tiềm tàng không ít những cái nguy cơ. Vì thế, có thể thấy rằng những người tuổi Ngọ có thể gặt hái được thành công hay không ấy thì hoàn toàn phụ thuộc rất nhiều cái yếu tố, mà quan trọng nhất là cái cách mà các bạn hành xử và đối diện với những cái sự việc, cái sự thay đổi đó. Bên cạnh đó lại được thiên ấn và tỷ kiên nó cùng hỗ trợ giúp đỡ, nên là gì, trong thời gian này sau 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết ấy thì các bạn sẽ giữ được cái đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu mà tập trung vào làm việc ấy, các bạn có thể đưa ra nhiều cái ý tưởng sáng tạo giúp ích cho cái việc khẳng định cái vị thế của bản thân, thậm chí có thể trở thành những người dẫn đường giúp cho tập thể tìm ra cái hướng đi mới phù hợp hơn. Quý vị hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong cái công việc, bởi cái công sức của các bạn sẽ luôn gì được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu mà giữ vững được cái phong độ của mình ấy, cuối năm các bạn không thiếu những cái cơ hội được thăng chức tăng lương, nhận được cái sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó lại thêm cái cát tinh phượng cát nó giúp đỡ trong cái năm 2024 ấy. Vì thế mà chỉ cần sau 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Ngọ có những cái bước tiến triển khá là tích cực. Các bạn làm quen được với những cái người đồng nghiệp tốt đấy, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, tìm được những người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng đến cái mục tiêu chung. Nhờ có họ mà cái công việc của các bạn cũng sẽ tiến triển được suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn, khó khăn thì cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Bên cạnh đó, sau 3 ngày Tết đấy thì cũng tốt cho cái việc học hành thi cử, bản mệnh cũng tập trung ôn thi để tự tin thể hiện cái vốn kiến thức của mình, thì sẽ có cơ hội chinh phục được gì, được ban giám khảo cũng như là chạm tay vào được những cái đích mà mình đặt ra. Có nhiều cơ hội thành công đến với những người tuổi Ngọ nói chung ấy, nhưng mà các bạn cũng chớ vì thế mà trở nên kiêu ngạo hoặc là lơ là, bởi vẫn còn nhiều cái hung tinh vẫn luôn rình rập báo hiệu nhiều cái nguy cơ nó có thể ập đến bất cứ lúc nào với những người tuổi Ngọ. Bên cạnh đó, một vài cái hung tinh nó cũng dự báo dù các bạn có gặt hái được cái thành công lớn lao thì cũng không nên coi thường người khác. Nếu các bạn quá huênh hoang ấy thì dễ làm mất lòng người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện đặt điều cho các bạn, đẩy các bạn bị vướng vào cái vòng lao lý thị phi, hoặc là bị cướp mất cái công lao mà bấy lâu nay mình đã gây dựng. Khi mà vướng vào những cái rắc rối thì các bạn cần phải chú ý hơn trong cái cách hành xử, không nên nóng nảy nói những cái điều mà hoặc là gì có những cái hành động không phù hợp. Người khác có thể là gì lấy đó làm cái cớ để hạ bệ các bạn, để gây ảnh hưởng lớn đến cái danh tiếng. Và để bảo vệ mình ấy, cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó thuận lợi thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ trong thời gian này ấy, nói chung ấy, đôi khi nó vẫn có những cái quãng thăng trầm nhất định. Do đó, những người tuổi Ngọ luôn phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình. Chỉ cần các bạn lơ là một chút thôi cũng tạo ra cơ hội khiến cho tiền bạc nó bị thất thoát. Bên cạnh đó, trong cái thời gian sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết ấy, thì với những người làm công ăn lương, được thiên ấn nó nâng đỡ, các bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ấy, khẳng định được cái vị thế của bản thân thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên cái vị trí cao hơn, hoặc là được tăng lương, thăng chức. Công sức của các bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được cái sự đền đáp xứng đáng. Một số người thi tuyển đạt kết quả tốt cũng sẽ được chọn vào công ty phù hợp với cái năng lực của mình. Các bạn tự tin trao đổi, thỏa thuận cái mức lương như mong muốn. Tuy nhiên, khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì thì các bạn cũng cần phải hết sức tập trung. Kể cả
trong những cái công việc quen thuộc để tránh xảy ra những cái lỗi lầm. Nếu mà để sai phạm ấy, nó xảy ra ấy, thì các bạn phải gì dùng tiền của mình để đền bù cho những cái thiệt hại, thì đó là cái điều không đáng đó. Bên cạnh đó, cái việc làm ăn của những người tuổi ngọ trong thời gian này ấy, thì nhìn chung cũng bình ổn, không có nhiều biến động quá lớn, không có cái gọi là gì cơ hội hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Xong may mắn là đương số cũng gì không cần phải đối diện với quá nhiều cái nguy cơ hay là những cái rủi ro nó tiềm tàng. Tự chung lại thì tài chính cân bằng đúng không? Thu chi thì cân đối, tiền bạc thì ra vào đều, đời sống vật chất thì cũng khá là rủng rỉnh. Nói chung ấy, sau 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết là cái thời điểm thích hợp để các bạn khẳng định được cái vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng cái quy mô kinh doanh, làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi mà cái vị thế của các bạn được vững vàng trên thị trường thì cái lượng khách hàng nó sẽ gì ngày một đông đúc hơn, tự khắc tiền sẽ chảy vào túi nhiều hơn. Quý vị hãy luôn cẩn trọng vì trong thời gian này vẫn còn một vài cái hung tinh, phi liêm và thiên cầu nó vẫn còn luôn rình rập, báo hiệu những cái cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Các bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái cạm bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn cho những người tuổi ngọ. Muốn giàu có thì cũng cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng được. Ngoài ra, quý vị hãy tránh đôi co với những người khác, đẩy mình vào cái cảnh thị phi, gây ảnh hưởng xấu đến cái danh tiếng. Với những cái chuyện mà không quá to tát thì các bạn nên gì chín bỏ làm 10, dĩ hòa vi quý. Các cụ bảo rồi, một điều nhị là chín điều lành. Đôi khi nhận thiệt về mình một chút ấy, cũng có thể đạt được những cái bước tiến xa hơn trong tương lai. Vì thế, để bảo vệ mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Tý, 4 là tuổi Ngọ. Đây là những con giáp may mắn sau ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết dễ có cơ hội đổi vận giàu sang phú quý. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.